Chiều ngày 22 tháng 1, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm đếm lò vô thủ công trên địa bàn. Thành phố Uông Bí có 62 lò sản xuất vô thủ công với 103 ống lò của 51 chủ lò, không tính đến các lò và ống lò của trại giam Quảng Ninh. Tính đến thời điểm này, có 56 lò và 92 ống lò đã được kiểm đếm, chuyển thẩm định và đã niêm yết 21 hộ với 22 hồ sơ hiện còn 34 hộ chưa ký biên bản kiểm đếm và 5 hộ chưa kiểm đếm. Tại hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị của chủ các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung thủ công trên địa bàn thành phố ngày 26 tháng 1, ủy bí đã thể hiện quyết tâm cao độ dừng hoạt động sản xuất vôi thủ công theo đúng thời gian tỉnh giao trước 31 tháng 1 năm 2019. Sau khi nghe ý kiến từ đại diện các phòng ban chuyên môn cùng hai địa phương có lò vôi thủ công, Đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ xong trước ngày 24 tháng 1, tiếp tục niêm yết công khai và tiến hành đối thoại với các chủ lò vôi có hồ sơ đã được thẩm định nhưng chưa tháo dỡ. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cử lãnh đạo và cán bộ phối hợp chặt chẽ với hai phường Phương Nam và Phương Đông để thẩm định các hồ sơ và người lao động tại các cơ sở ra trung tâm truyền thông và văn hóa thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bố trí xe loa tuyên truyền trong thời gian tiến hành vận động đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường cùng hai trạm liên ngành thành phố kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển vật liệu ra vào phòng kinh tế thành phố tiếp tục tham mưu phối hợp và hướng dẫn các chủ cơ sở và người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề riêng đối với hai phường là Vương Nam và phương Đông, đồng chí chỉ đạo cần bố trí cán bộ phối hợp giả soát tuyên truyền vận động các chủ cơ sở, chưa tiến hành kiểm đếm và tháo rỡ lò vôi. Do Tết Nguyên đán đang tới gần, đồng chí đặc biệt lưu ý đối với lực lượng an ninh quân sự tại địa phương, phải phối hợp kịp thời nắm tình hình cơ sở, sự vững an ninh trật tự, không để tình huống xấu phức tạp xảy ra.